Bữa nay là giới thiệu với mấy anh em cái cây đèn treo ngược. Đây, cây này cực kỳ hiếm mà hầu như không có cây thứ hai. Đó. Từng chi tiết một nó hoàn thiện nhìn rất là đẹp. Cái này là cây của anh, đèn treo ngược của anh. Van dầu, đồng hồ, cửa sổ nè, cửa sổ nhìn đã này, cửa sổ đây, kim phun à. Cây này khó mà kiếm cây thứ hai. Coi cái cọng mà cho dầu đi xuống của nó nè, nhìn thấy đã không? Đó, mình đang ngồi nè, cái lửa mồi của nó trong cái chén mồi nó nhìn cũng sướng đó, thấy không, nhìn sướng lắm. Đó, này là cái chó nè, cái chó với lại cái bóng đèn này, mình xài cái bóng đèn của Bioga, tại vì cái bóng zin của nó xài sợ nứt nên mình gắn bóng Bioga vô mình xài, bóng zin nó mình vẫn có ha. Đó, đây mình đang xong đây, xong để mở lên thì mình bơm rồi. Cái cây này thì rất là dễ đốt, mình bơm lên trước, trước khi bơm thì mình khóa van lại hết, khóa van khóa bếp dầu là hết luôn ha. Đó, rồi mình mới châm cột vô đây. Đây có cái nút này, nút này mở ra châm cột vô. Đó, đây cái nút đây, mở ra châm cột vô thì mình mồi lửa một cái, thấy không? Mồi lửa một cái cho nóng lên. Đó, đó, cho nóng lên, chờ nó nóng lên xong đó, mình mở van ra, mình chích dầu một cái là xong. Mình chích lửa một cái chứ nhầm, chích lửa một cái đó, nhầm, gắn vô nè, gắn vô đó, gắn vô rất là dễ không. Rồi mình khóa lại này, khóa lại ha, khóa cánh chuồng lại. Dễ không? Cực kỳ dễ ha. Đó, anh em nhìn cả. Đó, đó là mồi đó. Mồi cho nó nóng cái mình xong cái cần xong cho nó nóng cái nó chuyển quá dầu thành hơi. Thì mình mở van lên cái là cháy thôi. Khi mà mở van á thì mình đốt quẹt đây. Đó, thấy không? Mở van đốt quẹt đây. Cây này thì đốt, mình biết đốt thì rồi cũng dễ thôi. Đấy. Rồi bây giờ mình mở nhẹ nhẹ ha, trước khi mở mình coi cửa sổ nè, mở nè, mở van. Bây giờ mở một cái một là lên lửa thôi. Cái này xông nhẹ lắm. Đóng cửa sổ lại. Đó, anh em thấy không? Đã không? Nhìn cực kỳ đẹp luôn, mảnh trái cực kỳ sáng luôn. Không. Cây này thì cao nó chỉ khoảng tầm cỡ cây đèn măng sông mini 150 thôi. Trái sáng hết tim luôn, thấy không? Nè. Sáng hết tim luôn. Quay con tay à. Cái đi đèn măng sông á thì kiếm những cái cây mà anh em thường hay gặp á thì dễ. Chứ mà kiếm một cái cây mà treo ngược á mà coi như là đẹp hoàn chỉnh ha, mà còn đặc biệt mà bầu bà đồng nữa là thôi, không bao giờ có. Rất là hiếm luôn. Hiếm không phải hiếm riêng ở Việt Nam không, mà toàn thế giới.
toàn thế giới luôn, cực kỳ hiếm, không bao giờ có. Cây này là những cây treo ngược đó, thường là từ 100 tuổi trở lên không à. Êm không? Cháy sáng lắm đây nha. Quay dưới cho coi. Sáng lắm. Từ 100 tuổi trở lên không? Đó, nghe thấy không? Gió ha, hơi gió mà gió là gió chứ cũng không sao. Rồi, ok. Rồi, chào tạm biệt. Chào tạm biệt anh em.